sau luôn hả? Thấy làm nhanh không? Nhanh. Tại là 3 lần là về xong rồi đó. Cứ sao bữa là chị cũng có nói sơ sơ rồi. Biết cách sắp xếp gì. Cái này là dự án từ lễ Vu Lan á. Ờ. Nên anh biết. Quá trời đẹp luôn. Đó, nãy giờ các anh em sắp. Con chào cô. Cô ở đâu đến cô? Tây này, tại cô lên đây cô ở cái này lâu rồi. Dạ. Trong này là cô ở ngay chỗ nào cô? Ở Bình Dương á. Dạ. Xây phố mới. Dạ. Mỗi lần đi lên hoài lên là mỗi lần lên 8 lần. 8 lần hả cô? Wow. Giờ cách tháng mấy hay tháng nay mới đi lên. Dạ. Bữa nay là cô đi với ai cô? Nhỏ dâu nó bằng ca đi nó chở đi. Dạ. Cô không biết chạy xe. Dạ. Cứ nằm xong nó cứ thấy ông hoài. Nằm mơ thấy chú hả cô? À, sáng tự nhiên cái điện thoại sạc để đó sao bật lên hát ơn. Hát ơn mà ổng hát nữa. Dạ. Bữa nay là cô lên đây thăm chú ha. Hồi đó bữa ngày đầu tiên là cô lên là khi nào cô? Lúc hình như anh mắc 2-3 tuần là bắt đầu đi rồi đó. Dạ. Đi tiếp tục đi 8 lần. Lần này 9 lần nữa đi qua nhà cũng 2 lần. Vậy là cô cũng đã có qua nhà rồi. Không biết nhà tôi đi đại. Dạ. Qua đó mình thắp hương cho chú hả cô? Cô qua đó là lúc có tượng sáp chưa cô? Dạ. Cô đi qua mới đứng mới tới thềm là sẽ nói đầu cổ những nỗi ốc hết. Mới bước tới thềm nhà. Dạ. Bữa nay nó bằng ca điên đó mày chở ca đi qua đây tao cúng cái đốt con ăn. Chị không có vô hả cô? Nó mà sẽ ăn. Dạ. Hôm qua cô lên vui bữa nay. Hôm qua dạ. Chủ nhật ở nhà tùm lum hết trơn hết đi. Dạ, qua tới Tây. Ừ, qua tới Tây với đông lắm hả? Dạ, cũng đâu với lại mấy anh em ở mộ á. Cũng có cúng rồi cho chú tới Tây, khán giả cúng. Hồng Loan có lên không? Dạ không, chưa lên cô. Chắc chị bận công việc. Giờ nó bán quá trời. Dạ. Xuống nhà cũng lẫn mua đồ. Dạ. Đẹp không cô thấy đó đẹp không cô? Đẹp. Cô uống nước nha cô. Đẹp. Dạ uống nước nha cô. Đi xa quá trời. Nó không vô chụp tấm hình đấy. Dạ cô kêu đi, cô kêu chị vô chụp hình với cô để làm kỷ niệm. Để mình có dịp đi tới đây. Mỗi lần chụp hình trong cái điện thoại kia bị nó lừa mất túi lấy mẹ cái điện thoại rồi. Trời ơi, sao cô? Bữa đó tính đi qua Hồng Loan á. Dạ. Đi qua Củ Chi đi đó, chưa có đi tới đâu nữa nó mất túi lấy mẹ cái điện thoại. Trời ơi, mà lúc đó cô có cảm giác gì không mà? Lúc đó cô có để tỏi cho mình chứ không để bữa lột đồ tiền đưa nó mẹ hết trơn. Cái xe 16 chỗ. Nó đi Bình Dương mà tới gọi chạy vô thành phố mới cô cự nó quá trời. Xe 16 chỗ hả cô? Ừ. Dạ. Mẹ rồi gì nhỏ con đưa điện thoại nè. Dạ. Bữa nay cô đi với con gái dâu. Dạ. Chụp hình nè, tao chụp này đẹp quá nè. Lúc nào? Chụp lấy luôn cái đó nè không? Dạ là ở đây đứng cũng được không? Trời ơi, cô thấy đẹp quá cô chụp hình luôn. Dạ. Sát nước đẹp không? Ừ. Em mới vừa làm xong á. Em nhìn coi nè. Khán giả gửi chị Hồng Ngọc. Dạ. Đồng không? Khán giả Ngọc Trình với chú Vũ Linh ha. Bye.
Anh Ngọc Trình với chú hấp nước hả? Hả? Ừ. Anh con chụp cho chú kìa. Đi lên cứng một chút. Dạ. Dạ, rồi con chào cô, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Năm mới thì cũng xin chúc cô gặp được nhiều may mắn ha. Trời, làm ăn phát tài phát đạt nha cô. Cũng chúc tụi con mạnh khỏe. Dạ. Ở đây chồng tốt nha. Dạ. Sáng con nói nhỏ giọng, mày tự nhiên cái điện thoại cái bắt lên mở ên. Dạ. Điện thoại đang sạc pin hồi 5 giờ sáng. Dạ. Cái xong mà bật lên cái ống hát cái trời sao. Mình đi lên ống hát. Hay là cô có làm công việc gì không cô? Không cô ở nhà. Dạ. Ở nhà cơm nước cho nhỏ con nhỏ thứ hai. Dạ. Còn nhỏ này dâu thứ ba. Dạ. Giờ cũng lớn tuổi rồi ha, nay thì nhà con cái là cô năm nay 60. Dạ. Ôi cô 60 hả? Con nhìn cô còn trẻ. Nhỏ năm nay 7 tuổi. Dạ. Con nhìn thấy cô còn trẻ. Con nhỏ 67 tuổi rồi. Dạ. 66, Tết nay 67. Ông hoài cứ ngủ thấy ông hoài. Dạ. Cô có đi xem chú hát ở ngoài lần nào chưa cô? Không có biết. Chỉ dạ. Biết ở trên TV thôi. Dạ. Ngoài ngoài đời không có biết ổng. Dạ. Mà lúc ổng bệnh bệnh mà phải đăng lên mình biết mình đi lại nhà mình thăm mà từ nhà cô đi. Cô đi qua bên Củ Chi, cô đi lại nhà ổng có. Dạ. Đi về có 26 ngày. Dạ. Thì sẽ biết. Bữa ổng cô đâu có biết đâu. Bữa ổng lại gặp nhỏ gì Nhi gì nè. Dạ, chị Nhi. Nhi chỉ nó nói nào cô đi lại bến xe đi điện cô con chỉ. Dạ. Cái bữa cô đi lại bến xe cái tôi phải chết mẹ xe đồng đi. Dạ. Tôi giái ổng, anh Năm ơi, ông dắt tôi đi lại ngay nhà ông luôn. Con lên đó là tôi đi lại ngay nhà ổng luôn. Dạ. Cái bữa hổm đi gặp nữa, đi lần trước không có gặp con lo. Dạ. Nó đợt đó nó đi ngoài gì ngoài. Rồi sau này là mới gặp nó. Dạ. Nó cái thương nó à. Dạ, chị Loan, chị Hiền. Hiền mà giờ mới dễ thương. Dạ. Loan. Nhìn chị sống đơn giản hả cô? Loan nó bằng tuổi nhỏ gái thứ hai cô. Dạ, nhìn chị giản dị quá chừng. Ừ, thấy nó dễ thương. Cô về nha. Dạ. Con mạnh khỏe. Dạ. Con cảm ơn cô. Trời ơi, bữa đó cô bỏ tỏi cho mình là lột vàng tiền đưa nó cho. Dạ. Không được cái khi mình ép lại dở chân lên cái nhỏ kế bên có một con đàn bà nó gỡ dây kéo cái bị nhỏ. Dạ. Lấy mẹ điện thoại mà tới mình xuống mình chưa hay của mình đó. Trời ơi. Cô đi qua tới Củ Chi tao mới hay. Dạ. Tiền. Đó cô có cậu hồn anh Năm này ở trong cái điện thoại đó. Cô cầu hồn hả cô? Ừ, vì ổng nói ổng khóc quá trời. Cô cầu mà trong điện thoại là sao cô? Cô cầu đi về quê, cô cầu cô ghi lại trong điện thoại. À, ý là cô đi trực tiếp luôn nhưng mà điều cô ghi lại bằng cái điện thoại hả? Quay video hả cô? Ừ. Dạ. Tính đem về cho thằng Loan cho nó nghe con phải đúng ba nó đi ra nữa. Ủa. Khóc quá trời. Chú về có nói gì không cô? Ổng nói bị yếm nè, bị em ổng yếm nè. Yếm dạ ở nhà cô? Rồi yếm ở mộ. Dạ. Ổng khóc, ổng năn nỉ cô đi tìm nhà ổng dùm. Cái bà tháng sau cũng đi. Cô đi dẫn không gặp thằng Loan. Lúc đó điện thoại còn. Dạ. Lúc sau thì đi mắc mẹ đi qua nó, đứng qua nó mắc bà cái gì. Dạ. Ủa là cô cầu hồn là ở dưới quê hả cô? Ừ. Quê cô ở đâu là? Ở Kiên Giang. Kiên Giang. Hay lắm. Nhỏ nó cầu hồi đó thằng chồng cô mất. Rồi em nó đổ ra trước lấy vàng lấy đổ trơn á, gì nó không có. Dạ. Cậu gì á nói hết trơn. Cô mình đâu tới rồi cô? Cô ở miền Tây mà đây cô lên đây cô mà ở trên đây. Anh mới lên. Mới lên. Ở đây mọi người ngay không? À, cô ở dòng xây thành phố mới đặng á. Dòng xây thành phố thành phố mới. Ừ. Ngay chỗ cái trụ đèn á hả? Ngay chỗ ngay chỗ dòng xây đó. Dòng xây nó có cái dòng xây bự thiệt bự đó mà quốc lộ. Dạ thôi con chào cô nha cô. À, dạ. Dòng
Rồi tới đây thì cái video của Hiền Tiên xin kết thúc. Cô chú anh chị ơi, chúc cô chú anh chị đang xem kênh có ngày tốt lành ha. Thì theo như cô nói là cô cũng đã có đi cầu hồn chú, mà điều cái đó thì cũng có một số ý kiến là mình không có nên mê tín dị đoan đó cô chú anh chị. Và đặc biệt riêng với cái vấn đề này thì mình nghĩ tốt nhất là nên để chị Hồng Loan là người trực tiếp đứng ra làm những cái gì mà có thể là tốt nhất cho chú cô chú chị ha. Mình là khán giả, mình cũng Tiên cũng đứng ở giữa thôi cô chú anh chị. Thôi Tiên xin tạm dừng video nha. Khán giả nói thì Tiên chỉ ghi hình thôi cô chú anh chị ơi.